Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe touring có giảm sóc mới nhất về tại cửa hàng em, dòng xe Grand Ram 3. Đây là một mẫu xe touring giá rẻ, chỉ tầm giá dưới 6 triệu các bác có thể sở hữu một chiếc xe touring có giảm sóc rất là đa dụng các bác nhé. Giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe có tông màu là xanh đen các bác nhé. Chữ Grand Ram thì màu xám, màu trắng xám nổi trên khung xe rất là nổi. Đây là logo của hãng Giang. Em sẽ lướt qua tổng thể lớp sơn của xe. Tông màu chủ đạo là tông màu đen và xanh. Đường có gắn liền với thương hiệu Giang thì vẫn là bộ và công nghệ nhôm Alu-X rất là nổi tiếng thế giới về công nghệ nhôm này rồi, siêu nhẹ và bền các bác nhé. Nổi tiếng nhất của Giang thì là bộ khung rất là chất lượng. Và một dòng touring có giảm sóc Grand Ram 3 của các bác là đi đường đồi núi cũng phù hợp, mà đi đường phố cũng phù hợp với chiếc xe này, rất là đa dụng. Với chiếc xe chỉ tầm dưới 6 triệu có thể sở hữu một chiếc xe rất chất lượng này rồi, cọc yên nguyên zin của Giang và yên cũng của Giang luôn, các bạn có thể thấy đây, cả đồ đều nguyên zin cho xe. Xe có ghi size M các bác nhé. Ở đây là Alu-X và chữ số 3 Grand Ram 3. Xe vẫn giữ nguyên được một bộ lốp của Ram. Còn rất ít xe em về mà giữ nguyên được bộ lốp nguyên zin nguyên bản của hãng. Và đây chiếc xe này giữ nguyên. Xe còn đây bộ vành. Vành cũng của nguyên zin của Ram luôn. Xe được trang bị 8 tầng lift và củ đề của Shimano Acera. Phía bên đây các bạn có thể thấy đều gạt đĩa của Shimano. Phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Giang các bạn nhé. Nguyên bản về theo xe. Có thể chữ Giang đây, logo của chữ Giang, logo của hãng. Xe được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano. Bên lip là 8 tầng, bên đĩa 3 tầng cho xe 24 tốc độ cho bác thay đổi. Phanh V. Được trang bị giảm sóc của hãng Giang đồng bộ theo xe. Đây lốp, đây là lốp trước các bác nhé, cũng của Giang và vành nguyên cặp của hãng Giang luôn. Tất cả đồ trên xe đều nguyên zin. Phía bên dưới khung có thể thấy đây là một cái mã vạch, mã vạch chính hãng của xe. Đây, chỗ này. Khóa yên cũng của Giang thôi, còn tất cả đồ các bạn có thể thấy, cả đồ đều là của hãng Giang, đều nguyên zin của xe. Rồi sẽ đo chiều cao không đứng. Vâng, qua xe có chiều cao xe đứng là 47, ngang là 56 các bác nhé. Của các bác từ 1m63 đến 1m75 đi vừa chiếc xe này. Chiếc xe size màu hãng Giang, cái 8 tầng lít. Nó sẽ đi vào chuyển động lên lít, chủ đề của Shimano Acera.
rất là tốt. Bên tay phải là bộ đùi đĩa 3 tầng, gạt đĩa của Shimano. Xuống đĩa, lên đĩa. Thì nó rất là tốt. Vâng, và em vừa đánh giá trong chiếc xe Gian Ram 3 của chiếc xe Touring có giảm sóc. Chiếc xe có giá cực tốt để thở nghe, mức giá là 5,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem những hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.